Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật video mới nhất của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Hot Pizza. Để tham gia em này, các bạn click phần điện mô tả dưới video mình làm start chatbot nha bạn. Ok, các bạn bấm vào số này góp nha bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn son vào kênh group kênh seller nè. Trên này góp này mình sẽ get được 10.000 token Pizza này bạn. Con game chat tiếp tục chuẩn gần trailer bắt đập này. Follow Twitter và retweet này. Xin tờ Twitter đang bạn theo dõi này các bạn, mang like này, quay thời gian như bài viết cái game này tan về các bạn mình vào các bạn, giờ mình tweet lên này. Sau đó bạn bắt đập lên này. Follow con bay Twitter đó này. Chưa được bay tới tên mà ông thích nè. Quan chạy xíu các bạn. Rồi mang like nè. Bạn chia sẻ bài viết công khai của nó nè các bạn. Rồi mang like nè bài đi. Còn Pizza này là 0.0007 ở trên Bullcoin nè các bạn. 0.54 số 0. Khá là cao các bạn. Đập tên, submit đi tên nè các bạn. Kiểm tra có John chưa, nếu John xong thì các bạn bắt đập lên John. Tiếp tục mở đường link mà đọc quay tới Twitter mình. Nhập vào anh Bata, nhập vào một hồ sơ, nhập vào gạch cùng, nhập vào chia sẻ. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết này. Đây là chatbot này. Tiếp tục mở đường link mà đọc quay Facebook. Rồi trên Facebook thì nhắm cho mũi tên này, nhắm cho Namata của mình này, nhắm cho anh cùng này. Rồi bạn sẽ chép liên kết này các bạn. Rồi bạn gần cho bot này. Tiếp tục submit địa chỉ GBNB sẽ mang trên Bet20 trên chiếc wallet của tài khoản này. Gần cho bot này. Rồi bạn chọn kênh trailer này. Rồi bấm đáp lên, bấm son. Tiếp tục submit link Tweetbot. Thì bấm ngang Twitter của tất cả mọi người. Các bạn chia sẻ các bạn mang ra Tweet nè. Chỉ dẫn Tweet ở đây nè. Sau đó bấm sẽ thích cập nhật tài khoản mình nè. Bot này chậm quá. Đâu rồi? Ok, Balenciaga đã nhận được 10 token Pizza này các bạn. Bạn chỉ đơn ghép chia sẻ cho bè và người thân đã kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đến đây mới thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.